hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2013. Đội Võ Đức Hiền đang quay bộ tranh Cổng Cúc Trúc Mai và Vũ Vũ. Là tranh gỗ vụn đánh sáng màu cho màu gỗ hương. Mình thấy được nét rất tinh xảo. Đây là đôi gà chống mái. Đây là biểu tượng mùa thu với hoa cúc. Và bên này là thông cò, biểu tượng của mùa đông. Đây là cây thông. Cái này là cây trúc, biểu tượng của mùa hạ. Đang sang bước cuối cùng là bước cây mai, đấy cây mai và đôi chim công. Đây là chim trống đang xòe đuôi, chim mái đây. Với đường nét chuyện rất tinh xảo. Với kích thước của tranh là một kích thước của tranh như vậy là 33 nhân với 1 mét. Đây là hình quay tại xưởng số 8 của Đội Võ Đức Hiền. Quý vị xem thêm hình ảnh vào Google gõ tranh gỗ Mun Hương Đội Võ Đức Hiền. Ra còn các loại chính khác. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý khách có thể truy cập vào đồ-vo-đức-hiền.com hoặc gọi trực tiếp 0984 666 999 gặp trực tiếp kỹ sư Đức. Xin cảm ơn.